vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Tòa án Tây Ban Nha chuyển thành nhà xác tạm thời khi nạn nhân lũ lụt tăng cao. Khi số người chết vì lũ lụt tại Tây Ban Nha vượt qua con số 200, lực lượng cứu hộ đã phải mở một nhà xác tạm thời tại trung tâm hội nghị tòa án, đồng thời nỗ lực tiếp cận các khu vực còn bị cô lập. Đây là thảm họa thời tiết tồi tệ nhất châu Âu trong suốt 5 thập kỷ qua. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Tây Ban Nha đã tăng lên 205 trường hợp, trong đó 202 người ở Valencia, các nạn nhân khác tử vong ở Castilla, La Mancha và Andalusia. Bộ trưởng phụ trách hợp tác các khu vực nước này, Angel Victor Torres cho biết, số người chết có khả năng còn tiếp tục gia tăng khi hàng chục trường hợp mất tích khác vẫn chưa được tìm thấy. Số ca tử vong do đợt lũ lụt vừa qua tại Tây Ban Nha đã gần bằng số người thiệt mạng do lũ lụt tại Romania vào năm 1970, 209 trường hợp. Trong khi đó, thảm họa thời tiết tương tự tại Bồ Đào Nha năm 1967, thậm chí đã làm chết gần 500 người. Việc biến tòa án Tây Ban Nha thành nhà xác tạm thời khi nạn nhân lũ lụt tăng cao là điều không tưởng. Với khoảng 75.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện, lính cứu hỏa đang phải hút xăng từ những chiếc ô tô bị bỏ lại trên đường để bật máy phát điện cho các hộ gia đình. Chúng tôi đi từ xe này sang xe khác để tìm bất kỳ loại xăng nào có thể. Một lính cứu hỏa từ vùng Andalusia phía nam đến Valencia để hỗ trợ cho biết. Nhân chứng vụ lũ quét ở Tây Ban Nha khiến hàng trăm người chết. Trận lũ quét mới đây tại Tây Ban Nha đã là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất xảy ra trong vài thập kỷ qua ở xứ sở Bò Tót. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng trong lúc lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và tìm kiếm thi thể. Giới chức cảnh báo rằng một số tuyến đường đã bị sụp đổ, khiến công tác hỗ trợ khẩn cấp không thể tiếp cận được các khu vực bị cô lập. Lực lượng vũ trang Tây Ban Nha đã giải cứu 4.607 người. Theo lời Bộ trưởng Bộ Chính sách Lãnh thổ Angel Victor Torres Perez hôm 1 tháng 11, SOS Desaparecidos, một tổ chức chuyên chia sẻ thông tin về những người mất tích qua mạng xã hội, cho biết họ đã nhận được báo cáo về ít nhất 1.300 người vẫn chưa được tìm thấy. Trong những năm gần đây, Tây Ban Nha đã phải đối mặt với nhiều trận bão lớn vào mùa thu, nhưng không có trận nào có mức độ tàn phá nặng nề như trận vừa qua. Nhiều chi tiết mới về sự tàn phá khủng khiếp tại vùng Valencia đang được hé lộ, với những câu chuyện được các nhân chứng tận mắt chứng kiến kể lại. Tại thủ phủ Valencia, một tòa án đã được trưng dụng làm nhà xác tạm thời. Tại khu phố La Torre, nơi nước dâng tới ngang ngực, các tình nguyện viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của 7 người trong một bãi đậu xe ngầm hôm 31 tháng 10. Theo đài truyền hình quốc gia RTVE, cha của một trong những nạn nhân cũng là một cảnh sát địa phương chia sẻ với báo El Mundo rằng người dân đã vội vàng di chuyển xe nhưng nước dâng nhanh hơn dự đoán, khiến họ bị mắc kẹt. Một phụ nữ khác cũng bị dòng nước cuốn vào bãi đậu xe và thiệt mạng. Ông cho biết, thị trấn Paiposta ở Valencia, nơi ít nhất 62 người thiệt mạng, được đài RTVE mô tả là tâm điểm của thảm kịch. Một nhân chứng bị mắc kẹt trong trận lũ quét ở đó kể lại rằng, anh đã thấy nhiều xe ô tô bị lũ cuốn, bên trong vẫn đang còn người cầu cứu. Nhiều tài xế xe xa lộ bị nước cuốn đi cùng với xe, khi con đường gần như hòa lẫn với dòng sông lân cận. Một cây cầu trong khu vực cũng bị sập. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô thị trấn. Theo lời thị trưởng Paiposta, mặc dù nhân viên kịp thời đưa phần lớn người già lên tầng cao hơn, nhưng họ không thể cứu hết mọi người. Bùn đất vẫn phủ đầy các con đường ở nhiều khu vực. Khi thị trưởng Valencia chia sẻ hình ảnh về nỗ lực dọn dẹp cộng đồng hôm 1 tháng 11, chính quyền khu vực Valencia thông báo rằng điện đã được khôi phục tại 90% địa điểm bị ảnh hưởng. Người dân tại Sedavi và Aifafa, hai thị trấn nằm ngay phía nam thành phố Valencia, đã phải chịu hậu quả nặng nề từ trận lũ lụt, dù không có giọt mưa nào rơi xuống khu vực này. Aifafa
nơi sinh sống của gần 21.000 người, là khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng do dòng sông Poyo tràn bờ vào tối 29 tháng 10. Sau đó, Sedavi, với dân số khoảng 10.000 người, cũng chịu chung số phận. Hai thị trấn này chỉ cách giao một con đường hẹp. Cho đến 19 giờ, không khí căng thẳng nhưng yên tĩnh vẫn bao trùm cả hai thị trấn. Chúng tôi vẫn cảm thấy an tâm vì chỉ có gió, không thấy dấu hiệu của mưa. Afonso de Juan, 18 tuổi, người dân địa phương chia sẻ. Tuy nhiên, một giờ sau, người dân bắt đầu nhận được tin nhắn cảnh báo trên điện thoại. Một số bạn bè từ Massanassa bảo tôi về nhà vì nước sông đang tràn vào. De Juan kể thêm, chỉ trong chưa đầy 30 phút, cả hai thị trấn đã bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu từ con sông. Tôi đang trên đường về nhà lúc 8 giờ 30 và chỉ kịp đóng cửa. Giovanni Montero, 45 tuổi, kể lại, anh chứng kiến nước lũ tràn vào đường, cuốn trôi các xe và đẩy chúng va vào các xe cùng các cơ sở kinh doanh. Moreto đã cố gắng khóa cửa gara và ở bên con trai, nhưng khi nước nhanh chóng dâng đến ngang hông, họ buộc phải gọi nhờ sự trợ giúp của người hàng xóm ở tầng 2 và được hỗ trợ thoát hiểm lên sân thượng. Trải nghiệm kinh hoàng này là câu chuyện chung của nhiều người dân địa phương, khi không ít trong số họ phải qua đêm tại nhà của người lạ vì không thể quay lại nhà mình. Nước lũ nhấn chìm các con đường ở cả hai thị trấn đến khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 10, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước sạch. Đó là 7 tiếng hỗn loạn kéo dài. Nhiều cư dân bị mắc kẹt trong xe hơi hoặc tại các cơ sở kinh doanh. De Juan chứng kiến nhiều người dân thả dây từ ban công xuống để cứu những người đã leo lên xe hoặc bám vào cột đèn để tránh bị lũ cuốn trôi theo dòng nước. Tôi biết ít nhất 30 người đã suýt mất mạng đêm đó, anh chia sẻ. Đây cũng là trường hợp của Julian P, một người dân địa phương khác. Anh kể lại rằng mình chỉ mang theo một cây chổi để đi cứu người thân. Có lúc tôi bị ngã vào một cống thoát nước không có nắp đậy, nếu không kịp giang tay để giữ, có lẽ tôi đã không còn đây để kể lại câu chuyện này, anh bình tĩnh chia sẻ. Không phải ai cũng may mắn như anh. Một cư dân 18 tuổi ở Afafa đã thiệt mạng khi cố rời khỏi tiệm làm đẹp của mình. Sức mạnh của dòng nước ngăn cản cô thoát thân và tìm kiếm sự giúp đỡ. Người dân phát hiện thi thể của cô trong cửa hàng khi nước rút. Ước tính, trận lũ đã cướp đi ít nhất 3 mạng người tại Afafa. Tổng cộng, cơn bão đã khiến 205 người tử vong trên khắp Tây Ban Nha và hàng trăm người vẫn mất tích, bao gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh. Đến sáng, các đại lộ chính của cả hai thị trấn đầy những đống xe cộ chồng chất lên nhau, có nơi lên đến 3 xe. Hàng trăm người dân dùng chổi để gạt nước bùn khỏi sân nhà. Một số người phải leo lên đống sắt vụn để cố gắng tiếp cận cửa hàng hoặc cửa hàng của mình. De Juan đã tìm đường vào trường học Alfafa, nơi những dấu vết trên tường cho thấy mực nước lũ cao đến mức nào. Lũ lụt Tây Ban Nha, điềm báo cho châu Âu. Người dân Chiva, một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Valencia, miền đông Tây Ban Nha, được dự báo sẽ phải đối mặt với một tương lai ảm đạm. Tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ khi trái đất nóng lên và đất nước khô cằn, hồ cạn trơ đáy. Thế nhưng, hôm 29 tháng 10, họ cũng chứng kiến cảnh tượng mưa như trút nước, với lượng mưa bằng cả một năm đổ xuống chỉ trong vòng vài giờ. Những trận mưa xối xả gây ngập lụt trong khu vực miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha vào đêm 29 tháng 10, phá hủy nhiều cây cầu và thị trấn, cướp đi sinh mạng hàng trăm người. Theo Guardian, ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch đang góp phần làm thay đổi và biến chất vòng tuần hoàn của nước. Khi nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu, nước bốc hơi nhanh hơn, dẫn đến khô hạn. Đồng thời, không khí nóng có thể chứa nhiều hơi ẩm hơn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những trận mưa lớn thảm khốc. Hạn hán và lũ lụt là hai mặt trên cùng một đồng xu biến đổi khí hậu. Stefano Materia, nhà khoa học người Italy tại trung tâm siêu máy tính Barcelona cho biết, ông nhận định nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hạn hán ở Địa Trung Hải có liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu, khi sự thay đổi trong hoàn lưu khí quyển và nhiệt độ toàn cầu tăng khiến khu vực này cực kỳ nóng. Điều này đồng nghĩa nhiều năng lượng hơn, nhiều hơi nước hơn, nhiều bất ổn hơn. Tất cả yếu tố này thúc đẩy các cơn bão khủng khiếp khi gặp điều kiện khí quyển thuận lợi. Biển Địa Trung Hải hiện là một quả bom hẹn giờ, ông nhấn mạnh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.